trước cái nhà thuốc điều trị cho bệnh nhân bằng bó thuốc nam và ống thuốc nhanh nghiền xương. Nhà thuốc xem hình ảnh trên phim chụp lại mới nhất của bệnh nhân. Qua hình ảnh trên phim thể hiện bệnh nhân gây hơn 3 xương chày ở đấng mổ phẫu thuật vít đinh và gây 3 xương mát còn rất nhiều, kết hợp bệnh nhân với mâm chày khớp gối. Thì hôm nay nhà thuốc sẽ đắp thuốc cho bệnh nhân và cho ống thuốc nhanh nghiền xương để cho xương nhanh liền và chóng bình phục. Vì trước khi nhà thuốc đắp thuốc, nhà thuốc cho vút nhẹ nhàng để cho xương mát vào vị trí bình thường, sau đó mới đắp thuốc cho bệnh nhân. Vì trên thực tế trên phim thì xương mát bệnh nhân là di lệch khá là nhiều và cái đập xương chày với năm nhiều mảnh bóc tách chảy dài, nên nhà thuốc kết hợp phương đắp và thuốc uống tiên lượng khoảng 45 ngày đến 65 ngày là xương can hoàn toàn, sau đó bệnh nhân có thể đi lại được bình thường. Bác bị bao nhiêu ngày ở đây? Được 16 hôm, 7 hôm. Mổ thì năm nay được 16 hôm. Bao nhiêu mà cái xương này? Đi kiểu được bình thường thuốc sâu. Năm nay bác bao tuổi rồi? 51. Bị như này mà. Vâng. Sau khi xem vết thương rồi sẽ đắp cho bác. Thì bác là vết thương hở mà. Chân xương nhiều này, cái đây phải đắp phải uống nhá. Vâng. Tiên lượng khoảng 40-45 ngày nó khỏi mới được. Em ơi, em quay gần đi. Hiện tại vết thương của bác là đấy, xe rồi thì ta đắp lá mặt bên này nhẹ nhàng thôi. Mới tháo chỉ đúng không? Vâng, mới tháo chỉ chiều hôm qua ạ. Đó. Hàng ngày bác rửa vết thương bình thường nhé. Vâng. Tháo ra ra ná ra rửa vết thương bình thường. Em quay xa lại một tí đi. Cho bao sát không nhỉ? Thế tháo ra thì lại đắp xong lại đắp vào. Đắp vào bình thường. Lại sao lại như vừa xong ấy. À, đồ rượu đắp à? Vết thương miếng này. Dạ. Vết thương miếng thuốc này à? Dạ. 5 ngày một miếng mà. Trong quá trình uống thuốc thì về đắp thuốc thì bác hạn chế tuyệt đối không được nhiễm với thịt chó nhé. Chó thịt gà thì bác sẽ đắp. Nhị không nhịn hết. Là bó thì đây, ta làm như này. Đặt lá này. Đây sao lá xong. Đặt giấy lên này. Đó. Đi sao cái này là để ấm ấm hay là để ấm 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 thôi. Ấm ấm hay thì đấy. Thì đắp vào vị trí như gáy xương. Thì đắp như này. Đấy. Nhá. Và có thể đắp như này được. Thì là vị trí đắp của nhân. Thì đây vào đây. Và thì xuống này được. Và thì đây vào đây. Đấy. Thì thường là bác ra vết thương ấy thì cháu không đắp được quấn băng thun này. Thì dùng cái xô này. Thì bác có cái tinh vị nhẹp này rồi thì yên tâm, xương không di động được. Đi ra này. Khoảng độ 40 đến 35 ngày bác đi được. Nhưng mà bác kiên tốt thì tầm 20-25 ngày bác đi được. Cái kiêng cũng ngồi nhìn này rồi. Không, kiêng gọi là đừng chưa ăn kiêng ấy. Ăn kiêng ăn được. Cái này nó 15-20 ngày là bác phải tập đi lại rồi. Đó. Thì xương này là tầm 15-20 ngày cả bác uống đồng can tốt lắm rồi. Tuyệt đối bác không được rượu bia cháu nhé. Đau lắm, cái xương đau lắm. Đây cái đầu gối nó mới dài, chị mở ra mà có vào. Vâng, cái này mình vớ mâm chày và cái xương chày theo gối.
kèm theo một cái ảnh hưởng là không muốn nhé. Đây tôi tiếp từ từ cho con mót cho ít tờ ít cái giấy giấy bản ở dưới cái khe thép có, thế này có bao nhiêu cân đi, tôi đang đau lắm, đường mình đau có quay ra đúng quy trình rồi anh, chuẩn kỹ thuật luôn. Đây sẽ có những dây tròn anh trước nhỉ, mà ba gái chăm chú nào nhá. Đây là cháu ngoại hả anh? Cháu con ngoại nhà, 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 nhà em của bác đây. Đây, nó như này nhé. Đấy. Thoải mái chưa? Hay là dày hơn? Rồi. Em lấy đây là nó thêm ra. Vì cái tia đèn này phải lâu, rất là lâu dài nên mình phải nót cái chu gáo nó êm và tiếp xúc da, và đây là vải, vải chất nhựa nhôm nhiều nóng. Em chu gáo thì mình ngồi đâu ngồi đấy nó thoải mái hơn, không khó chịu lắm. Có thể là mặt trên này nhé, nó này được này, nó lưu thông mà, nó chèn ép được khá tốt. Thế là mỗi ngày mình rửa một lần à? Hàng ngày vết thương ấy, thì mình sẽ ra vết thương khỏi rồi thì mình không phải rửa. Đấy là đang gắt mới gắt chỉ thì mình. Nhưng mà cái miếng thuốc là mấy ngày thì mới bỏ ra? 5 ngày. Năm ngày. 5 ngày ở miếng. Cứ rửa xong lại đáp ra. Thế lần sau mà ấy lại thì đặt thế nào? Đấy đáp đi chỉ như đấy. À. Vâng. Mai nó khỏi vết thương thì mình lại chuyển sang với chỗ khác. Thì đáp cái tiêu này đang hở ngang ấy mà cái xe hẳn mình đắp bên từ đầu cuối là cứ đắp một dế này không thì... là mai hỏi bên chi để đắp bên này cứ đắp, chuyển hai bên bên này đang bị ấy mà mai cái tương khỏi thì mình đắp dàn mỏng lá dài ra thì đắp cái chùm ở cái khớp gối được mà nhé. Qua cái thương còn tốt, và mai cái thương khỏi mình đắp chùm được bình thường mà. Yeah. Đấy, cái thương đang hở thì mình không đắp được, mình đắp với bên ngoài thôi. Của bác là à, của anh là xong rồi nhá. Nhớ là kiêng rượu với thịt chó thì em đưa một khoan cứ đắp uống đó, thì phải đắp uống tầm 40 ngày đến 30 ngày thì khỏi thôi. Chăm sóc tôi uống đi. Đây là nà bò nhá. Nà bò bác trai của mình này, tất cả mình đá này và này gắn đá cháu. 5 ngày sau bác thay một miếng. Ủa, bác gắn đá. Gắn đá. Đây là cách thay ná này, phải thuốc uống này, thì 3 ngày một thang nhé. Cách uống này. Một thang thuốc bác đổ ngập thuốc đun sủi 15 đến 2 phút đã uống thay hàng ngày nhé, là bó 5 ngày ở miệng. Nếu có đèn ngăn đá cháu nhé, bác đắp tầm 30-40 ngày bác khỏi hoàn toàn đi được bình thường. Nhớ bác kia cho bác trai là tuyệt đối không được rượu bên thịt chó nhé, cá muối, đặc biệt là rượu bên thịt chó, rau muống hạn chế, không ăn hao ăn nhé. Và bác cất cháu đi. Vâng, con chào bác. Hôm nay con xuống con kiểm tra bác về quá trình về xương chày và xương mát nhé. Vâng. Và vừa biết mâm chày khớp gối. Bác đắp thuốc của con từ đó được bao nhiêu ngày rồi? Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng ấy. Dạ. Rồi con gập chân đi, đưa ra, đưa vào, đưa ra, đưa vào. Ngồi dịch cái đây. Con xin ảnh bác này. Con gập chân đi, đá lên. Đá vào, đá gập vào. Rồi, đưa thẳng lên xem. Xoáy của cổ chân đi, xoáy cổ chân đi, đưa thẳng ra, gập vào, gập ra, gập vào, gập ra, gập vào, gập ra, gập vào. Rồi bác đi đâu mà bác kể lại quá trình đi đâu bác bị gãy ba cái xương chày và xương mang này. Và mình chày. Nghiêng một bên xe bắt đầu đi xuống bị ngã dẫn tay xuống là mình rũ mà. Bây giờ bác đi lại bình thường chưa? Dạ vâng. Gặp đi bình thường thì đi. Vâng. Gặp ra gặp vào dòng lúc nữa chứ. Gặp ra, gặp vào. Gặp ra, gặp vào. Các bó đó tất cả là hơn 2 tháng à? Dạ vâng. Ừ, đưa lên, đưa lên. Đưa lên. Đưa ra. Đưa xuống. Đưa lên. Rồi bác đi lại cháu ra kia nhé. Đi lại bình thường rồi cháu. Đấy, đi bác đi nhanh, thoải mái đấy. Đứng tin chân đấy. Rồi đi mạnh các bác ạ.
đi mạnh chân lên. Rồi đi vào đây ạ. Bác bước lên cờ, bác bước lên bậc thang đi. Rồi. Bác đi xuống đi ạ, bác đi xuống đi. Đi mạnh chân ở trong một tí. Rồi, bây giờ bác đi xe đạp vào kia. Đúng rồi. Bác đi xe đạp vào cháu đi. Rồi. Bác đi xe đạp ra ngoài sân vào cháu nhá, ngoài đường vào cháu. Bác đi xe đạp ngoài đường vào cháu. Rồi bác đi một đoạn xa rồi bác quay lại là cháu. Được rồi ơi. Rồi. Đây bác ngồi lên con ra. Dạ, để bác ngồi lên con ra thêm bác. Ngồi lên cho sáng. Hiện tại con đi làm bình thường rồi nhá. Còn đi xe nạp, còn đi xe máy là bình thường này gì. Vâng. Cái bác ngâm thêm vào cháu một thái làm thuốc rồi nhá. Cái bóp thêm một thái làm thuốc nữa, ngâm lá nốt này. Ngày kiếm sung thông tần nhá. Bác đi lại bình thường, bây giờ đi bình thường nhưng bác đưa lại chân này. Nhân lên. Từ giờ đưa ra thẳng nhá. Cập vào. Bác duỗi thẳng nhá. Cập vào. Rồi, cập ra. Cập vào. Hàng ngày bác đi thể dục không? Có. Ừ, có buổi sáng cho thảm xe bình thường. Xe bình thường. Giờ có nhức mỏi gì không? Nó căng. Căng đây bác căng. ngâm thêm cái xong bây giờ căng cơ rồi nhá. Đấy, bác bước ra bộ thang trong một vài vòng rồi hình ảnh thực tế các bác mà. Bước lên bậc thang rồi đó. Bước chân bước xuống cho cháu anh thường xuyên là cháu bước vào 5 theo vòng rồi bước xuống, bước xuống rồi bước lên rồi. À, tốt rồi, nó ra được rồi. Bây giờ xương là can hoàn toàn rồi nhé, tụt chiếm lại xương can hoàn toàn rồi, bớt bớt thời gian bác đi giúp đinh cho cháu nhé. Hôm nay bác bao tuổi rồi? 51 rồi. Vâng. À, tốt rồi, bác khỏi xương này bác có mừng không? Mừng nhỉ, khỏi. Vâng, cái này là gáy cũng nặng vậy. Nên cứ kiểm tra xin lại nốt được quá trình về điều trị thuốc thường ngon á. Thì quá trình đắp thuốc này, mà uống không nhanh hình xương. Trong trình hơn 2 tháng bác đi lại là bình thường là tốt rồi. Vâng, chúc bác hình luôn khỏe nhé. Vâng, con cám bác cho con xin lại. Cháu cho bác nhé. Hôm nay cháu xuống xin nốt hình ảnh của bác về quá trình gáy không chảy trước mắt. Sau mổ thuật vít đinh. Bác đưa vạch chân lên. Bác mổ đinh được mấy tháng chưa? 6 tháng ạ. 6 tháng. Vâng. Rồi. Tiết mổ là hoàn toàn khe rồi nhé. Vâng. Mổ cháy dài này. Vâng. Bác mổ được bao nhiêu tháng bác đi lại bình thường? Hơn tháng. Hơn tháng. Vâng. À, sau hơn tháng đó thì mấy tháng sau bác chú đinh? 6 tháng thôi. Vâng. 6 tháng. Từ đó nay bác hỏi là tất cả mổ cả chú đinh được mấy tháng chưa? Chít 7 tháng. Chít 7 tháng là hơn 5 rồi đúng không? Giờ bác đi lại bình thường chưa? À, gấp bước khoanh chân bình thường chưa? Chưa. Đó. Thì gấp chân bình thường là gì? À, còn hơi căng một chút. À, căng đấy là do mình ở bình phục bây giờ khoanh chân hơi căng đúng không? Vâng.
thì bác tiếp tục bóp thuốc, ngâm thuốc cho cháu một cái lá nốt này, ngày cứu xương tần cho cháu nhá. Người căng đấy thì mổ đinh ra là ảnh hưởng đến thần kinh cơ nhá, vít đinh và mổ đinh ra thì nó ảnh hưởng đến thần kinh gân cơ mạch máu, nên nó căng cái đó. Rồi ra đi, rồi ra, rồi vào, cứ phản vào, tốt rồi, các lại bình thường đúng không? Bác đi lại cho vài vòng, đến quần nữa, đi vòng xa xa tí nhá. Mổ này được tất cả là cả mổ nhất là 7 tháng đi lại là tốt lắm. Con này gầy dập hai xương chảy cho mát thấy nặng chạy xiên vâng mới quay bác ơi chạy xiên nên mâm chảy và dập nhiều mạch mổ với đinh cái bó luôn thì nhanh nó đi nhanh một tí ạ rồi nó đi cho một vòng nhanh một tí quay lại đi vòng vòng nữa nhanh một tí bước nhanh đi đi lại bình thường cảnh quê đẹp đây là sáng mát rồi bác ạ rồi ạ rồi bác ngồi đây độ này được 100% rồi. Rối lại rối chân này, rối ra này. Đó, nhưng ra, nhưng vào. Là tốt rồi. Bác mổ với đinh ở Việt nào? Mổ đinh ba. Mình ba. Vâng. Mổ được 7 tháng rồi. Vâng. À, không phải cả mổ nhá, cả với đinh nhá, khỏi bị hơn 5 rồi. Vâng. À, trước cái bó cái đầu cung cấp thuốc uống. Vâng. Là bác một thời gian là xương bác chụp lại là can rồi. Can hết. Cho hôm nay là bác tháo đinh rồi. Vâng. Khỏi được hơn 7 tháng rồi. Vâng. Mai con xin nốt hình ảnh của bác thực tế về quá trình bệnh nhân gây xương chảy xương mát sau một thuật với đinh hiện tại bác cái đinh rồi đúng không? Cảm ơn cả bác nhé, chúc bác được mạnh khỏe nhé. Cảm ơn bác. Dựa trên kết quả xem quang mới chụp chậm lại mới nhất của bệnh nhân sau 3 tháng bệnh nhân mổ phẫu thuật vít đinh gây mất 3 xương chảy và xương mát sau 3 tháng hiện tại xương hóa rất là kém, đường này còn nứt và hở nhiều. Hôm nay là thuốc kết hợp thuốc bó và cho uống thuốc nam nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng khoảng 1 đến 2 tháng là xương can hoàn toàn. Cho đặc biệt là cơ động đi lại làm việc được bình thường. Vì hiện tại sau 3 tháng nhân đi lại phải phụ thuộc bằng nặng. Chân bên gáy chưa đứng được và chưa bước được, điểm gáy còn sưng và nhức rất là nhiều. Thì sau 2 tháng bệnh nhân kết hợp thuốc bó và thuốc uống nhanh nhuyễn xương, bệnh nhân có thể đi lại và cử động làm việc được bình thường. Chân anh ngủ mấy tháng rồi? Ngủ được 3 tháng rồi. 3 tháng nhỉ? Mà đi lại cũng khó khăn, không đi được. Hiện tại là anh gầy đầu với xương chảy xương mát nhé, và xương là can hóa rất là đẹp. Vâng. Sau 3 tháng anh chụp phim lại xương chưa can đúng không? Vâng. Can chậm đúng không? Chụp hiện tại là anh đi lại can kém không can được. Nặng đây đúng không? Vâng. Toàn phải đi bằng cái đi lại xuống đất chân gầy được xuống không? Không để xuống đất được, nó khó, nó đau. Đấy nhá. Hiện tại này bên mổ. Đó. Anh mổ phẫu thuật ở Vĩnh Linh. Vâng. Gầy xương chảy xương mát, xương chảy là mổ đinh rồi. Cổ chân hiện tại cũng cứng không? Vâng, cũng cứng. Cái vết mổ này. Đấy, chảy dài. Đấy. Em cái này thuốc bó nhé. Vâng. Thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Còn độ 2 tháng là khỏi hoàn toàn nhé. Vâng. Đấy. Thế nên em đắp thuốc đây. Chân. Anh nghiêm nghiêm nha. Nghiêm vào. Vâng. Anh là bao tuổi rồi? Em hôm nay 43. 43. Vâng. Quê đây là quê ở đâu anh? Quê là Tiến Thắng, Lý Nhân, Hà Nam. Vâng. Anh đi đâu mà về cái xương này? Bây giờ cũng đi tham gia giao thông ngoài đường, người ta mang đến cho mà. Vâng. Đi bộ. Bộ mới đầu bó thì... Đi bộ. Mới đầu bó thì đau lên tí nhá. Vâng. Tí thể dục à? Vâng, đi, mà giờ mới cũng đi. Đi đây. Vâng, đi tay, đi đây.
Hàng ngày đi đang đi một nó không bước chân kia nó không bước được. Đang là đi không cả. Đi một chân này không đau không? Một ngày đồ rượu đây cho em 2 lần nhé. Vâng. Kiêng rượu chó. Và đắp uống tầm 2 tháng anh còn hoàn toàn thôi. Nhưng bây giờ bó thuốc em nhấc lên một tí nhé. Vâng. Sau sẽ hết nhức và giảm đau dần. 3 tháng giờ không đi lại được. Không bước chân được đúng không? Không thể chân nữa được. Nhiều khi đi sẽ sinh những bất tiện nhỉ. Vâng. Cứ phải 2 cái nặng mà lắm lúc mà đi cũng khổ. Thì sợ vâng. Nó trượt cái. Vâng. Đây nhé. Thì em bó này xong rồi. Thì anh đưa anh lên thuốc uống này. Vâng. Và thường cần cách đắp cách uống nhé. Vâng, vâng. Một ngày đồ rượu em ở đây 3 lần. Sáng trưa chiều nhé. Bây giờ thuốc đắp và thuốc uống. Anh nhìn xương của nó 1 tháng đến 2 tháng còn hoàn toàn nhé. Vâng. Trong hình bó thì 20-25 ngày mà anh sẽ bỏ lại đi ra từ dần theo nhé. Vâng. Vâng, chào anh nhé. Vâng. Chúc anh chóng cùng. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, vâng. Trước nhà thuốc xuống xin hình ảnh thực tế về quá trình điều trị khỏi gáy 1-3 xương chảy và xương mác sau một phẫu thuật viên đinh. Đây là kết quả ban đầu của bệnh nhân sau 3 tháng bệnh nhân một phẫu thuật, và đây là kết quả sau hơn 1 tháng được nhà thuốc điều trị. Thì kết quả ban đầu của bệnh nhân sau 3 tháng bệnh nhân có ra viện chụp chụp lại thì trên khi thể hiện xương con hóa rất là kém, đường người còn nứt và hở nhiều. Vì sau 3 tháng bệnh nhân chưa bước được, chưa đi lại được, mọi sinh hoạt bệnh nhân phụ thuộc vào nạng. Vì chân bên gáy bệnh nhân chưa bước được nên bệnh nhân phải đi chống nạng. Đây là kết quả sau hơn 1 tháng được nhà thuốc kết hợp thuốc bó và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Xương bắt đầu can hóa rất là tốt, đường gáy là phẳng và khít hoàn toàn, phôi xương tạo can rất là tốt, đặc biệt là xương không còn nứt như ban đầu nữa. Ta cùng so sánh hai kết quả trước và sau khi được thuốc điều trị. Hôm nay bệnh nhân đã khỏi được 5 tháng, nên nhà thuốc xuống xin lại hình ảnh thực tế về quá trình điều trị khỏi về 1-3 xương chảy và xương mác sau một phẫu thuật viên đinh lâu ngày xương không can. Ta cùng sánh hai quả trước và sau khi được thuốc điều trị, xương đã con hóa rất là tốt. Hiện tại bệnh nhân đã đi lại và làm việc được bình thường. Chào anh nhé. Vâng, hôm nay em xuống em xin lại hình ảnh quá trình ngày trước anh thấy đầu dưới chân chảy xuống mắt. Vâng. Anh khỏi mấy tháng chưa? Em khỏi được 5 tháng rồi. 5 tháng đây đi. Anh bây giờ đây này. Đó, ngày trước mình thấy 1-3 xương chảy và xương mắt. Vâng, xương chảy một lượt là viên đinh nhé. Đây, vết mổ này. Đó, được rồi, anh quay gì ra. Rồi, anh quay cổ chân đi. Thay cổ chân. Đây, ngồi chân. Rồi, anh gặp gối, gặp trang, gặp bằng. Anh bó được bao nhiêu ngày anh đi nặng được? Bó được cứng 1 tháng. Cứng 1 tháng. Thì bỏ thấy là đi tập đánh đi lại được, không phải đi bằng nặng nữa. Từ đó anh khoảng mấy tháng nữa? Khoảng đến 5 tháng không? Sau bao nhiêu ngày anh bó thuốc với em, anh đi chụp phim nặng? Đi bó tháo thuốc ra khoảng gần 2 tháng. Có thể bó được hơn 1 tháng thì hết thuốc để đi chụp lại thì xương là cũng căng hầu như là hoàn toàn được tốt đúng không? Xương rất tốt. Từ anh khoảng 5 tháng rồi. Vâng. Và anh nhận em bài hồng nha. Rồi thì đi lại thì tốt rồi. Vâng, anh nhận bài hồng nha. Vâng, bình thường không? Đi bao một vòng cho em, để em xem hình thực tế nha. Mỗi ngày một vòng rồi. Rồi đi lại chắc chắn là tốt rồi. À, anh đi lại bao một vòng cho em, đi dài ra đi, anh quay lại. Chạy. Chạy ra. Giờ đi ra quần đúng rõ rồi. Vâng. Trước kia anh mổ này một thời gian không đi được đúng không? Đi ra ngoài một người anh ơi. Mổ mất 3 tháng không đi được. Không đi được. Thì đi tốt rồi đúng không? Vâng. Anh khoảng 5 tháng rồi đi. Vâng, 5 tháng rồi. Đi em một người anh ơi.
là tốt rồi, mức độ là tốt rồi. Đi ra tiếp theo nữa em xin anh nhận kinh tế của anh. Đó. Anh hỏi xưa nay anh có mừng không? Vâng, thích lắm chứ anh. Vâng. Cảnh tâm thôn mà ra cái làm ăn của cái này nó nặng rất rượt lắm. Muốn thế nào nó nhanh khỏi đi. Dạ, vâng. Dạ, được rồi, anh ngồi ghế đi. Vâng. Hàng ngày nhé, nhà cái phòng ngâm cho em là nốt này. Vâng. Ngài cứu này, xương sâm tần nhé. Đã rút lên xong rồi ngâm. Vâng. Hàng ngày có đi dùng không? Cũng có, sáng. Có, vâng. Buổi sáng cứ đi quay quẩn ở ngõ ở sân này thì vâng. Kiểu nó dẻo các cốc vậy đó. Sau bao ngày bó thì anh đi hạt được bình thường như này? Sau hơn một tháng. Hơn một tháng. Đó, bây giờ đi làm việc bình thường nhé. Nói chung là vẫn như gọi là dọn dẹp quanh quanh trong nhà, chứ chưa đi làm mạnh thì sợ là cũng còn sau ngày trước là ngủ gần 3 tháng đúng không? Vâng. 3 tháng là chưa đi được. Đi được. Không bước được xuống chân đúng không? Không để chân đất được. Sau hơn một tháng anh bước được và bỏ nặng. Sau đó thuốc mất hơn tháng thì là bỏ nặng ra là đi được, đã chân đất đi được. Chân của anh là mổ này. Đấy, mổ này. Cái mổ này hàng ngày vuông nghệ cho em nhé. Vâng. Thì bấy cổ chân đi. Bấy cổ chân. Gập ra gập vào đi. Đó, gặp ra gặp vào, gặp ra gặp vào, khá tốt được. Mai em xuống xin là hình ảnh của anh, phải quá trình thực tế. Anh lấy đầu dưới 1/3 xương chảy xương mát, sau một thuật thủ tinh, nâng ngoài xương hoang cam. Vâng. Sau 3 tháng nữa, xương hoang cam này không đi làm được đúng không? Vâng. Em điều trị cho anh 2 tháng, anh khỏi hoàn toàn, sau này khỏi 5 tháng đúng không? Đó, đi lại thì tốt rồi. Tốt rồi. Hàng ngày thì khoảng anh ngâm nước muối cho em nhé. Là nốt ảnh hưởng không cần đấy. Vâng. Là bình thường. Thì xương nó căng hoàn toàn rồi thì một vài người anh ra viện ngủ đi tinh cho em ra nhé. Vâng. Để đâu cũng tốt đâu. Vâng. Xương nó căng rồi mà. Vâng. Chào anh nhé. Vâng. Thế anh em mình khỏe. Vâng. Nhé. Cảm ơn anh nhé. Vâng. 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 Cảm ơn nhé. Vâng. Hôm nay em xuống xin nốt hình ảnh của anh về quá trình anh mổ được cái đinh. Vâng. Ngày đầu dưới chân chày và xương mát. Từ đó anh chú đinh được mấy tháng chưa? Được 6 tháng rồi. Cả mổ và chú đinh và cho bình phục thì anh hỏi được mấy năm rồi. À, mới được có hơn năm. Bây giờ hiện tại đi lại làm việc bình thường chưa? Vâng, đi lại bình thường rồi. Đấy, đi làm được hết rồi. Vâng, ngày trước vết mổ của anh này. Anh xoay này. Đấy. Này vết mổ của nó liền rồi thì anh nâng bước nghệ để cho em nhé. Vâng. Giờ chả đang giờ nhức nhối chứ không? Không, giờ đi làm bình thường. Được. Đây vết mổ của bệnh nhân này. Chạy dài. Anh đi cho em vài vòng đằng kia nhé. Rồi anh ơi. Anh này thì kể lại nguyên nhân là vì sao bị gầy đầu dưới chân chày và xương mát này. À, cũng vì tham gia giao thông ngoài đường ấy là tự xe người ta mang đến cho mình thôi. Vâng. Ừ, anh trước anh mổ ở viện nào nhỉ? Ở dưới Nam Định. Nam Định. Sau khi mổ mấy tháng xương anh không căng? Mổ được hơn 2 tháng gần 3 tháng rồi thì xương vẫn không căng mà vẫn sưng. Sưng. Sau khi anh bỏ được bao thời gian thì anh đi lại bình thường mà nào làm việc bình thường? Bó thuốc của anh được 3 tháng. 3 tháng. 3 tháng là đi lại được bình thường. Bình thường. Đây là cả bó cả bóp đúng không? Cả bó cả bóp. Dạ. Còn bó được ra là hơn 2 tháng đúng không? Dạ. Hôm nay thì em xuống nước hình ảnh của anh về thực tế quá trình. Ban đầu là anh bị gầy đầu dưới chân chày xương mát và sau mổ xong cái đinh nhá. Và hiện tại cho này là hơn 5 rồi đúng không ạ? Vâng. Anh lại làm việc bình thường rồi. Cái vết vâng, mổ. Đi lại bình thường rồi. Vết mổ này thì anh có thể bôi nghệ em thường xuyên nhé cho mai có đi dâu mặc quần sóc đi chơi là hơi nó xấu nhé. Rồi rồi giờ ra rồi thì vâng cái mù là cũng đẹp phết đấy. Mai còn xuống xin hình ảnh thực tế của anh. Vâng. Chào anh nhé. Chúc anh gia đình mọi người khỏe nhé. Vâng, thì cảm ơn anh. Vâng, em chào anh. Vâng.